Valley Homestay là điểm đến tại Đà Lạt được các bạn trẻ săn đón nhiệt tình do có thiết kế siêu độc đáo và lạ mắt. Lấy cảm hứng từ nghề làm rượu vang truyền thống, các phòng ở đây được thiết kế như những thùng rượu khổng lồ. Nếu bạn là người yêu thích thiên nhiên và hoa lá thì Oan Valley Homestay chắc chắn là nơi dành cho bạn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về Oan Valley Homestay, thùng rượu vang siêu độc đáo tại Đà Lạt này trong bài viết dưới đây nhé. Đọc thêm, kinh nghiệm du lịch Đà Lạt từ AZ bài bản chi tiết nhất 2021. Giới thiệu tổng quan Oan Valley Homestay. Oan Valley Homestay nơi đây không chỉ đẹp và sang trọng mà còn rất yên bình, mang hơi thở kiến trúc phương Tây và nội thất phương Đông. Tất cả những điều này tạo nên một không gian nhà ở tiện lợi, nhỏ gọn, đáp ứng tiêu chuẩn của người sử dụng. Oan Valley Homestay rất khác, rất đặc biệt, không phải ai cũng nhìn thấy và biết đến ngôi làng nhỏ cổ kính giữa lòng Đà Lạt này. Bất cứ ai đến đây đều muốn trở thành dân làng của thung lũng này. Oan Valley Homestay là nơi lưu trú theo phong cách thiết kế phòng rất độc đáo. Các căn phòng ở đây được xây dựng theo hình ảnh những thùng rượu khổng lồ. Rượu vang Đà Lạt là một thương hiệu được nhiều người biết đến. Đây là homestay sang trọng bậc nhất, đẹp như mơ, nhà xây bằng xi măng, với thiết kế là thùng rượu thép kín, đường cong mềm mại, không thô, cửa sổ kính nhìn ra ngoài, ban công hướng ra hồ nước, phía sau nào là những nhà vườn trồng rau, tất cả đều tạo nên sự độc đáo. Oan Valley Homestay cách trung tâm Đà Lạt khoảng 2 km, địa điểm mới lạ và độc đáo này nhanh chóng được giới trẻ yêu thích. Ở các thành phố khác, bạn có thể không có cơ hội ở trong một căn phòng hình rượu vang đâu phải không? Vì vậy, hãy chọn Oan Valley Homestay cho kỳ nghỉ của mình. Trang trí phòng ngủ đẹp và thoải mái tại Oan Valley Homestay. Oan Valley Homestay có diện tích 1.000 m², gồm những thùng rượu khổng lồ, ngập tràn cây xanh. Mỗi căn phòng hình thùng rượu vang ở đây có thể chứa từ 2 đến 10 người. Nếu bạn đi một mình, cặp đôi hoặc với một nhóm bạn bè và gia đình, bạn đều có thể ở lại đây. Đọc thêm, review The Luxor Hotel Đà Lạt, khách sạn sao đẳng cấp. Thùng rượu vang khổng lồ được làm bằng xi măng và sơn giả gỗ. Tùy theo sở thích mà bạn có thể lựa chọn những kích thước thùng khác nhau. Thùng rượu lớn có lớp và thùng rượu nhỏ nhỏ có 2 lớp. Hiện tại, Oan Valley Homestay có 11 phòng ngủ, được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại và nhà vệ sinh sạch sẽ. Đường kính mỗi phòng ngủ từ 2,2-4,5 m². Đọc thêm, khách bạn top 10 địa chỉ ăn lẩu bò Đà Lạt ngon nổi tiếng. Phòng ngủ với nội thất màu nâu đồng bộ với không gian bên ngoài. Nội thất trong phòng tuy đơn giản nhưng không tạo cảm giác sơ sài. Đồ dùng cá nhân đầy đủ và được sắp xếp cẩn thận để tạo sự thuận tiện cho khách. Nhà vệ sinh sạch sẽ, nhà tắm có đủ máy nước nóng đảm bảo bạn luôn được giữ ấm, chăm sóc bạn và cho bạn một giấc ngủ ngon để có thể vi vu khắp Đà Lạt. Oan Valley Homestay dẫn dắt mọi người đến gần với thiên nhiên và cảm nhận vẻ đẹp xung quanh. Căn phòng có cửa trong suốt, giúp bạn có thể vừa thư giãn vừa ngắm cảnh bên ngoài. Những chậu hoa tươi nhỏ đặt bên cửa sổ tạo điểm nhấn duyên dáng cho cả căn phòng. Không gian Oan Valley Homestay Đà Lạt. Những chiếc thùng rượu vang khổng lồ và thiên nhiên đồng hành cùng nhau trong sự hài hòa tuyệt vời. Phía sau homestay là vườn trồng rau sạch, nhìn lên cũng có thể thấy cáp treo. Ngay khi bước vào khách sạn, đã khiến bạn mê mẩn và bị thu hút bởi hàng rào gỗ xinh xắn đẹp và lối đi dẫn vào nhà trải đầy hoa hồng và cây cỏ. Homestay tuy không lớn nhưng có rất nhiều bathroom đẹp cho bạn sống ảo. Không gian cà phê tại nhà nhỏ xinh, có ban công cao, bàn uống nước bằng gỗ thông, có đèn chiếu sáng. Để trải qua một đêm cà phê sân vườn tuyệt đẹp, từ đây có thể ngắm nhìn buổi tối của sân vườn đẹp mắt và bạn không cần phải tìm kiếm đâu xa. Buổi tối, bạn có thể tổ chức tiệc nướng thịt rừng rất tươi và ngon, kèm theo rau xà lách hái tại vườn, gà đồi hấp và nhiều loại thức ăn khác và nhảy múa cùng bạn bè. Trong bữa tiệc, một chút rượu ấm là điều không thể thiếu để làm cho không khí trở nên sôi động và náo nhiệt. Khu vực BBQ ngay bên hồ và có đầy đủ các vật dụng cần thiết để bạn sử dụng. Oan Valley Homestay có hầm rượu và ruộng dâu do gia đình anh chị chủ trồng. Tại đây bạn có thể mua rượu và dâu tây, rất tiện để mua về làm quà. Đọc thêm, nốt ngay top 10 quán gà nướng cơm lam Đà Lạt ngon nhất ngách. Du khách sẽ cảm thấy như ở nhà và trải nghiệm mọi thứ mà Homestay Đà Lạt mang lại.
Không chỉ vậy, Wan Valley Homestay còn là nơi dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên thơ mộng. Wan Valley Homestay Đà Lạt có địa chỉ ở đâu? Địa chỉ: số 61 tại An Bình thuộc phường, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Liên hệ đặt phòng và tư vấn: 0914677776. Địa chỉ Facebook: Wan Valley Homestay Đà Lạt. Wan Valley Homestay cách trung tâm thành phố Đà Lạt 2 km, cách chợ Đà Lạt, quảng trường khoảng 10 phút chạy xe. Wan Valley Homestay nằm giữa thung lũng thành phố Đà Lạt, cạnh nhà là những vườn rau, hoa, trái cây và trên con đường dẫn đến homestay có nhiều loại hoa lạ rất đẹp mắt. Chính vì vậy Wan Valley Homestay là địa điểm khá thuận tiện cho việc đi lại và di chuyển đến những địa điểm tham quan nổi tiếng khác tại thành phố Đà Lạt. Homestay Wan Valley này còn cung cấp dịch vụ cho thuê xe máy, xe gắn máy, xe ga phí hợp lý chỉ từ 100.000, 150.000 đồng. Khi đến sớm có thể gửi đồ lại, lấy xe đi khắp nơi để trưa về nhận phòng và bạn có một giấc ngủ trưa thật ngon tại đây, giúp bạn giải tỏa mệt mỏi và tiếp tục khám phá, vui chơi và thưởng thức các món ăn vặt tại Đà Lạt về đêm. Nằm trên trục đường kết nối các điểm du lịch như Hồ Tuyền Lâm, Thiền Viện Trúc Lâm, Làng Đất Sét, Cáp Treo, Dinh. Trên con đường này, bạn nên tranh thủ tìm những quán cà phê đẹp để ngắm thành phố Đà Lạt về đêm. Review dịch vụ, tiện ích tại Wan Valley Homestay Đà Lạt. Nếu bạn ngại đi ăn ở xa thì ngay tại Wan Valley Homestay Đà Lạt cũng có dịch vụ ăn uống cung cấp sẵn cho bạn. Thực đơn đồ ăn tuy không đa dạng như ở ngoài hàng nhưng bù lại chất lượng và hương vị thì chắc chắn không thể chê vào đâu được khi dùng bữa trong không gian lý tưởng này. Chi phí 140k, 480k là bạn có thể ăn no nê với set ăn dành cho 1-4 người. Nếu bạn đến đây, hãy thử ăn ở đây. Bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng khi đến Wan Valley Homestay. Khu nghỉ dưỡng tiếp giáp với những cánh đồng dâu tây siêu to và những khu vườn hoa rực rỡ. Đó là lý do tại sao nếu bạn ở đây, đừng quên dành vài phút để dừng lại và ngắm nhìn khu vườn, và đừng quên mang theo các thiết bị chụp ảnh đi kèm và để lại một vài bức ảnh đẹp làm kỷ niệm. Đọc thêm, top 20 Homestay Mai Châu đẹp siêu thực giữa thung lũng. Bảng giá phòng tại Wan Valley Homestay. Chắc hẳn, bạn đang thắc mắc rằng một ngôi nhà gia đình độc đáo với tầm nhìn view đẹp như vậy có đắt không? Hãy cùng tìm hiểu các phòng và khảo giá tại Wan Valley Homestay nhé! Giá phòng tại Wan Valley Homestay cùng rượu vang độc đáo tại Đà Lạt. Phòng đôi cho 2 người, 50.000 đồng một đêm ký túc xá, 150.000 đồng một người một đêm. Chỉ với 150.000 đồng một người là bạn đã có thể có một kỳ nghỉ thoải mái tại Wan Valley Homestay thùng rượu vang siêu độc đáo Đà Lạt. Nơi đây được đánh giá là homestay Đà Lạt giá rẻ mà chi phí ăn lại rất phải chăng, giá bình dân. Đánh giá Wan Valley Homestay Đà Lạt. Wan Valley Homestay Đà Lạt được Google xếp hạng 4.79, 5 sao. Được nhiều khách hàng khen là homestay giá cả phải chăng. Có một không gian sống rất xinh xắn, dễ thương. Đồ ăn ở quán cũng rất được lòng thực khách. Nhân viên của Wan Valley Homestay cũng rất nhanh nhẹn và niềm nở đón tiếp khách. Một số lưu ý khi đặt phòng Wan Valley Homestay. Wan Valley Homestay Đà Lạt, một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng cực kỳ lý tưởng và độc đáo dành cho rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Khí hậu tại nơi đây trong lành và mát mẻ quanh năm. Có nhiều món ăn ngon và hợp khẩu vị với mọi du khách khi đến đây. Cũng chính vì vậy mà Wan Valley Homestay là địa điểm đến nghỉ dưỡng được ưa thích của nhiều du khách khi đến chơi tại Đà Lạt. Nhưng cũng có một số lưu ý cho các du khách khi tới đặt phòng tại Wan Valley Homestay. Vào các ngày trong tuần, bạn chỉ cần liên hệ đến số hotline để đặt chỗ. Đặc biệt riêng vào những ngày cuối tuần khi các bạn có nhu cầu thuê Wan Valley Homestay, vui lòng liên hệ đặt phòng tại đây trước nhé. Đọc thêm, review khách sạn Wan Valley Đà Lạt, địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Trong những dịp cao điểm hoặc ngày lễ, bạn cần sắp xếp và đặt chỗ càng sớm càng tốt. Nên đặt phòng trước ít nhất 15 ngày để có phòng phù hợp. Vừa nhận được rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khi đến đây. Wan Valley Homestay thật sự đẹp và độc đáo phải không? Đây là những chia sẻ hữu ích nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn.
Hãy đến Đà Lạt và thử trải nghiệm cảm giác được đắm mình trong thùng rượu khổng lồ và siêu độc đáo này nhé.